Chào các bạn quay lại với đồng hồ Coach.vn. Hôm nay trên tay mình đây là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ dòng thấp của hãng Wanger. Nếu các bạn hay chơi các cái đồ dao dao gấp của Victorinox hay Wanger thì đã biết đến cái hãng đồng hồ này. Rồi, ở đây là một chiếc hộp của hãng làm rất là chắc chắn. Chúng ta có một cái tai kéo ở đây, khá tinh tế đấy. Đây là chiếc đồng hồ chúng ta. Trong ở đây thì chúng ta còn có một quyển sách hướng dẫn sử dụng của hãng. Trước này thì mình tra thông tin trên mạng thì nó có khá nhiều các phiên bản khác nhau, phiên bản dây da, phiên bản dây kim loại, phiên bản dây NATO. Nên mình không rõ là mình không hỏi khách là phiên bản gốc con này nó là dây gì. Tuy nhiên cái dây cao su đây thì là cái dây cũng khá là hợp với cái màu mặt đồng hồ. Dây rất là dày và mềm dẻo, bạn có thể đeo khoảng 1-2 năm thoải mái. Dây silicone. Rồi, mã cụ thể gốc của dòng này thì nó là Wanger 010853, và chúng ta thử xem cái thông tin ở đây 0853.10. Con này thì nó là dòng Roadster Blackline, chúng ta có chữ Blackline trên mặt ở đây. Cỡ mặt chiếc này thì nó là 43mm và được làm đồng hồ được làm từ thép inox rất là cứng, khi cầm lên tay khá là lặng. Và cỡ mặt 43 thì có lẽ sẽ chỉ phù hợp với những ai có cỡ cổ tay từ 17cm trở lên. Cỡ cổ tay là 15,5 của mình đeo chiếc này thì rất là đuối. Rồi, tình trạng cụ thể đồng hồ thì ra sao? Khách hàng thì rất là giữ đồng hồ. Mình nhập lô của khách này 3-4 chiếc và chiếc nào cũng còn nguyên hộp và tình trạng đồng hồ rất tốt. Chúng ta chỉ có một số các vết sức răm nhỏ ở bên hông ở đây. Đấy. Tổng thể đồng hồ ấy chỉ có một số vết sức răm nhỏ. Phần đáy thì chắc là để trên mặt bàn nhiều nên có khá nhiều các vết sức răm. Đấy. Tuy nhiên là không ảnh hưởng gì mấy. Phần bên này cũng thế, gần như là không có các vết sức nhìn rõ. Các đầu quai thì có một vài vết xước. Có một vết xước thôi. Như ở đây mình có một vết xước ở đây. Vết cấn. Đầu quai này còn nguyên, không có vết cấn móp nào. Khách rất là giữ gìn. Bezel con này không xoay được, nó chỉ vòng tachymeter thôi. Và bezel thì hoàn toàn không có vết cấn. Hoàn toàn không vết cấn móp. Kính, điều đặc biệt con này thì nó là trang bị kính Sapphire Coast. Có nghĩa là nó là kính mạ Sapphire, kính phủ Sapphire thôi. Mình rất hay gặp Wanger thường là rất hay gặp cái kính phủ sapphire này. Cũng có một đôi khi cũng gặp trên những con Marti Tissot dòng thấp của Thụy Sĩ có kính phủ sapphire. Tuy nhiên là kính phủ này có vẻ khá là tốt và nó chưa có bất cứ một cái vết sức có thể nhìn thấy nào. Tình trạng rất là tốt. Rồi, về tính năng thì chiếc này chỉ trang bị máy con này nó là Swimmate. Tiêu chuẩn Swimmate. Con này thì nó trang bị máy Ronda. Mình chưa tra nó cụ thể máy Ronda gì. Máy Ronda của Thụy Sĩ và chúng ta có tính năng bấm giờ với các kim đỏ ở đây. Đấy, rất hay là nó phân cho chúng ta những cái kim đỏ để bấm giờ. Khả năng bấm giờ là 12 tiếng. Đấy. Và chúng ta có một kim dây tại góc 2,5 ở đây, kim dây và một ô lịch tại góc 4 giờ. Ok, bây giờ mình sẽ thử tính năng bấm giờ cho các bạn nhé. Dừng, reset, bấm giờ, chỉnh giờ, rút hết lúm ra, chỉnh giờ. Lúm rất là chặt. Lúm rất là chặt, không có lỏng lẻo. Và vặn rất là đầm tay. Và chất lượng cũng khá là ok. Nhảy lịch bình thường. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh lịch ngày. Đấy, nhảy lịch rất là ok đấy. Cảm giác sử dụng lúm thì cái lúm chỉnh giờ rất là đầm và chắc tay. Đấy. Lúm bấm giờ thì cũng như những con dòng Seizen hoặc Casio thôi, không có gì đặc biệt. Đấy. Về giá, chiếc đồng hồ này thì giá thì nó cũng khá là nhiều mức giá.
Nếu mà giá niêm yết của hãng đâu thấy, mình thấy là một số hãng, một số cửa hàng ở Việt Nam nó niêm yết lên tới hơn 7 triệu. Đấy. Một số cửa hàng khác thì hàng sách tay thì nó chỉ rơi tầm khoảng tầm 3 triệu. Đấy. eBay thì nó cũng rơi tầm khoảng đâu đó hơn 100 euro. Đấy. Tức là trong tình trạng mình nghĩ là vỏ biết là rất là tốt, nó phải tầm 90%, không còn rơi nguyên bản. Đấy. Thì giá con này thì nó sẽ rơi tầm khoảng là hơn 1,5 triệu nếu các bạn quan tâm. Đấy. Nếu ai quan tâm thì để lại bình luận ở bên dưới video hoặc nhắn tin cho mình qua Zalo, số điện thoại ở góc bên phải màn hình. Đấy. Chúng ta có thể trao đổi thêm một chiếc đồng hồ này. Rồi, xin cảm ơn các bạn.